Vâng, những người phụ nữ luôn được ưu ái và nâng niu. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn mang đến cho quý vị một góc nhìn khác về những người phụ nữ của chúng ta. Thông thường cứ nghĩ đến phụ nữ là nghĩ đến Lưu Yếu Đào Tơ. Nhưng trong phóng sự ngay sau đây, chúng ta sẽ gặp những cô gái rất đặc biệt, những nữ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự chỉn chu trong trang phục, tác phong nhanh nhẹn nhưng vẫn không kém phần mềm mại, dịu dàng khi làm việc. Đội nữ cảnh vệ đã trở thành một trong những ấn tượng không nhỏ của người dân thủ đô khi đến khu vực quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều năm gần đây. Nhiệm vụ của tôi hiện tại trong buổi tối ngày hôm nay là đảm bảo an ninh trật tự cho khách quốc tế và đồng bào tham quan khu vực quảng trường Ba Đình. Do tính chất đặc thù công việc mà chúng tôi đã xác định vào trong ngành phục vụ trong lực lượng vũ trang thì chúng tôi luôn thấy cảm thấy tự hào và có phải có trách nhiệm của mình trong cái công việc này và để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Được phục vụ, hướng dẫn đồng bào cả nước và khách quốc tế vào lăng viếng Bác ngày cũng như đêm với tấm lòng thành kính, an toàn tuyệt đối. Đó là niềm vinh dự tự hào của những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. Số cán bộ sĩ nữ được phân công làm nhiệm vụ ở tất cả các đơn vị và các ban chuyên môn. Nhưng chủ yếu là thực hiện cái nhiệm vụ hướng dẫn đón tiếp nhân dân trong nước của khách quốc tế đến tham quan khu vực và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Võ thuật có lẽ là bộ môn khiến nhiều chị em e ngại nhất trong những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Tuy nhiên, việc rèn luyện thể chất, tập luyện võ thuật vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ của các nữ cảnh vệ để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những nữ cảnh vệ của Trung đoàn 375, những bông hoa đẹp bên lăng Bác thật xứng đáng là niềm vinh dự và tự hào của người dân thủ đô.